Thank you.
Lạy Chúa, xin cho linh hồn tế lễ xa được vĩ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn tế lễ xa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa và năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Chúc anh chị em được bình an. Tạ ơn Chúa. Thank you.
hãy nhớ chính thân phận mình chỉ là bụi đất trong vòng tay Chúa tình yêu. Ngài dựng nên con, ban cho con xác thân linh hồn, để rồi một mai con sẽ trở về với cát bụi. Xin hãy nhớ người ơi, hãy nhớ ta được dựng nên từ bụi tro, là bụi tro mong manh bé nhỏ, cuối cuộc đời ta trở về cho bụi. Ôi lạy Chúa, nguyện xin nắng đỡ giữ gìn đầy hạt bụi đời con, được cậy tin mến Chúa sắt son, bởi Ngài là gia nghiệp đời con. Ví tượng hạt cát giữa nơi biển đời, dập vui tạ tươi trong cuồng phóng sóng nội trôi. Nguyện cầu Ngài ơi, xin giơ tay đỡ nâng phù trì, dù ngàn hiểm nguy có Chúa lòng chẳng lo lắng gì. Xin hãy nhớ người ơi, hãy nhớ ta được dựng nên từ bụi tro, là bụi tro mong manh bé nhỏ, cuối cuộc đời ta trở về cho bụi. Ôi lạy Chúa, nguyện xin nắng đỡ giữ gìn đầy hạt bụi đời con, được cậy tin mến Chúa sắt son, bởi Ngài là gia nghiệp đời con. Hãy nhớ chính thân phận mình chỉ là bụi đất trong vòng tay Chúa tình yêu. Ngài dựng nên con, ban cho con xác thân linh hồn, để rồi một mai con sẽ trở về với cát bụi. Xin hãy nhớ người ơi, hãy nhớ ta được dựng nên từ bụi tro, là bụi tro mong manh bé nhỏ, cuối cuộc đời ta trở về cho bụi. Ôi lạy Chúa, nguyện xin nắng đỡ giữ gìn đầy hạt bụi đời con, được cậy tin mến Chúa sắt son, bởi Ngài là gia nghiệp đời con. Ví tượng hạt cát giữa nơi biển đời, dập vui tạ tươi trong cuồng phóng sóng nội trôi. Nguyện cầu Ngài ơi, xin giơ tay đỡ nâng phù trì, dù ngàn hiểm nguy có Chúa lòng chẳng lo lắng gì. Xin hãy nhớ người ơi, hãy nhớ ta được dựng nên từ bụi tro, là bụi tro mong manh bé nhỏ, cuối cuộc đời ta trở về cho bụi. Ôi lạy Chúa, nguyện xin nắng đỡ giữ gìn đầy hạt bụi đời con, được cậy tin mến Chúa sắt son, bởi Ngài là gia nghiệp đời con.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quay tôi lễ đó là vui mừng.
khuyên muôn dân luôn tin thề. Để vững sợ ô tôi, con cầu xin Chúa Chúa ơi. Để vững sợ thương đau, con đầy trong Chúa nhận đời. Con luôn trông cậy Chúa ơi, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa ơi, từ vực sâu thương đau, con đã
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xe hơi ấy mẹ. Mưa rồi mẹ, mưa đi không được. Chúng ta cần nhất đó là những lời cầu nguyện của chúng ta.
chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ cầu nguyện dâng lên Chúa, nhất là ngày thứ bảy chúng ta cũng dâng lên Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của các linh hồn, mẹ đã ban phương thế để giúp chúng ta cầu nguyện để cứu lấy các linh hồn. Chúng ta dâng lên mẹ những lời cầu nguyện để cầu nguyện cho người thân của chúng ta, linh hồn Teresa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Teresa về được nhan thánh Chúa. Tôi thú nhận cầu nguyện cho bà năm và cùng anh chị em. Tôi là một người yêu thân tư lượng, người đang đi nhiều lạc và anh yêu yêu sống. Lời lại tôi ngoài nhà. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chính, các tinh thần, các thánh và anh chị em vẫn cầu cho tôi trước Bà Linh Chúa. Cứu độ cho người công chính.
một cơn gió hoàn đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang về tên. Câu nói như thế để rồi chúng ta nhìn vào
cuộc đời của chị ở đây và chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nghe lời Chúa trong bài đọc 1. Ngôi nhà của chúng ta ở trần gian này sẽ không còn nữa, và mọi người sẽ phải ra đối diện với mặt của Thiên Chúa để chịu phán xét về mọi việc mình làm, từ việc tốt nhất cho đến việc xấu xa. Cho nên chúng ta thấy một cách thực tế, nhìn vào con người, chúng ta nhìn thấy người ta sẽ theo đuổi những điều không còn rất là nhiều. Và nếu thử hỏi được bao nhiêu người theo đuổi những điều sẽ còn để chúng ta ra trước mặt Chúa theo đuổi một cách đúng nghĩa, chúng ta suy nghĩ điều đó thử xem. Để rồi như linh hồn Teresa hôm nay, tất cả những gì ở trần gian này đối với chị toàn nghĩa lý gì không? Tiền tài, cao sang, danh vọng, nhan sắc, vân vân, còn nghĩa lý gì không? Cái điều quan trọng là bây giờ ra trước mặt Chúa còn được cái gì? Chúng ta nghe câu thơ này, chỉ còn trung thành thôi. Chỉ còn sự trung thành của chúng ta với Chúa thì ra trước mặt Chúa mới có giá trị thôi. Đó cũng là điều để chúng ta suy nghĩ. Nếu bây giờ chúng ta nhìn vào cái chết của người thân này để rồi cầu nguyện, đó là điều cần thiết và rất tốt. Nhưng nếu chúng ta đặt trong mình một câu hỏi, một cái chết ở đây như là một câu hỏi để chất vấn chúng ta, nếu bây giờ đột xuất Chúa gọi chúng ta như trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào Chúa đến, lúc nào. Nếu bây giờ Chúa đến gọi chúng ta thì chúng ta ra trước mặt Chúa, chúng ta sẽ còn những gì? Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh, thiên thần các vị thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
thân trời. Chúng tôi đang ở đây nhận danh Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đức thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con này xin Chúa chủng ơn thánh thần Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi từ ngân độc mình chịu cơ hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn vẽ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con này nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con này nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa vinh trường sinh và trên cung đầu để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi đông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng các hoàn cầu để tuyên toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Đa Minh chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Teresa mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hai tay được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con hãy xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sức sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trong năm Đức Trinh Nê, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha ngang toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện rằng: cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em và chúc bình an cho nhau. Thank you.
Đây chiên Thiên Chúa đã đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự và nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Phần rước lễ này chỉ dành cho những người công giáo. Xin quý ông bà và anh chị em là những người tôn giáo và chúng ta vui lòng đừng có lên rước lễ. Con sinh ra trong kiếm cho bụi, rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bao buồn phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiên trung, ngước trông lên ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi được cứu khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vị mục tử nhân lành đặt trên vai, linh hồn Teresa này đã được hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tài trợ, với niềm hy vọng chắc chắn linh hồn Teresa này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết. Cũng như mọi người đã chết trong Chúa Kitô, chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tới Cha đây khi còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô. Và như vậy chúng con sẽ được cùng với linh hồn Teresa này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Teresa được yên muôn đời. Hỏi chứ.